Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Huy Góc, người Long An, cuộc sống người Long An. Đây hôm nay vợ mình nấu món ngon cho mình ăn các bạn. Đây có sườn non kho các bạn. Có miếng ớt, ớt. Đây cho cải chấm các bạn. Chấm cải các bạn. Sườn non kho ớt. Với uống trà đường các bạn. Cái này là cải sạch chúng các bạn. Thôi mời các bạn ăn cơm cùng hai chồng mình nhé các bạn. Nên ăn cơm khuya luôn. Ngày gấu quậy quá vậy. Rồi ăn thôi. Bữa nay gấu ngoan chứ không có quậy. Mà giờ sát có cái muối cho nó đau nó rát không? Mày đúng là vậy nè. Muốn cái được thì nó tê không? Đã đau. Thank you.
Đường ngon nhé. Hãy
Tôi xin chào bạn, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã tâm tư những video. Nếu mình đi chơi hòn với các bạn, có người chơi. Cái mặt nẹo dữ, không dữ đâu, có tiền cái dây cỏ là gì thấy không?